Dạ vâng, em Đặt Trần xin kính chào các bác đam mê áo đồ trên toàn quốc. Ở ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em Đặt Trần mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi và để cập nhật những video clip, những báo giá sản phẩm mỗi ngày mới nhất. Trong clip hôm nay, bên em lên sóng cho các bác một cặp loa sạc pin Vega mệnh dần đỏ, một dòng loa rất là nổi tiếng của Mỹ với khả năng chơi đa thể loại nhạc cũng như là dễ dàng phối ghép với các cái dòng âm ly. Như các bác đã biết thì trong những cái thời gian gần đây, một vài năm trở lại đây, những cái dòng loa Sherwin Vega được rất là nhiều các anh em ưa chuộng, nó nổi lên như một hiện tượng, được rất là nhiều các anh em ưa chuộng bởi khả năng của nó chơi được đa thể loại nhạc vô cùng dễ dàng phối ghép với các cái dòng âm ly. Cặp loa Sherwin Vega gần đỏ, đặc trưng của những cái dòng loa Sherwin Vega có sử dụng cái gân loa bass màu đỏ và có cái logo Sherwin Vega trên cái hình nón loa. Cặp loa này thiết kế rất là đẹp với thùng vân gỗ rất đẹp. Cặp loa có chiều cao 65, chiều rộng 40 và chiều sâu 29 cm, cấu hình 3 loa trên một thân thùng. Cặp loa Sherwin Vega Hit 3123, Hit 123, dòng này thì rất là hay. Đây là một trong những cái dòng loa đời đầu của Sherwin Vega. Nó là dòng loa cổ, cho nên là cái chất âm nó rất là hay. Nó không như những cái dòng loa Sherwin Vega sau này thì họ làm, họ cắt giảm chi phí đi một số thứ. Và cái nguồn gốc của nó thì cặp này sản xuất chính quốc tại Mỹ luôn, thưa các bác. Sherwin Vega Hit 123 với cái cấu hình bát 30, một bát 30, màng giấy gần đỏ, một loa trung lớn và một cái loa chép còi. Những cái dòng Sherwin Vega mà sử dụng cái chép còi này thì sẽ cho âm sắc rất hay. Trên tay em đang là hai cái tấm lưới của cái cặp loa Sherwin Vega, hai tấm lưới còn rất là đẹp, còn đầy đủ cái tem logo Hit này, đấy, rất là đẹp. Và anh căng thì sử dụng là cái lớp lưới lướt và lưới vải zin và bên trong thì khung gỗ là zin, rất là đẹp. Khi mà lắp e-căng vào thì nó sẽ để hở phần trên và phần dưới, khá là điệu đà cho cặp loa. Và cái cặp loa này về mới chỉ thiếu hộp xốp thôi, thưa quá, và tình trạng cặp này mới chỉ thiếu hộp xốp thôi. Và không để mất thời gian của các bác nữa, em sẽ tiến lại gần để em quay cho các bác xem. Em này thì thiết kế cái phần vỏ màu vân gỗ rất là đẹp. Đấy, các cái chi tiết đường nét của nó này mộc mạc này, nguyên zin 100%, nguyên zin, vỏ vân gỗ nguyên zin 100%, chưa hề là spa hay tút tát gì, cấu hình là bát 30, còn căng mọng luôn, màng giấy gân đỏ, một loa trung giấy và một loa chép còi. Chép còi này là có logo của Sherwin Vega. Đây, hình thức các bác xem nhé, quá là chất lượng luôn, đẹp không tì vết. Cặp này về chỉ thiếu hộp xốp thôi, đúng là cặp này về chỉ thiếu hộp xốp thôi, thưa các bác. Phía sau đây các bác có thể thấy này, cặp loa Hit U123. Đấy, có hai vi tinh chỉnh cho giải mid và giải chép, phần cọc loa zin nguyên bản và có một cái công tắc này tránh khi quá tải này. Ở dưới thì có một cái lỗ thông hơi. Đấy, những cái dòng là Sherwin Vega này là đời cổ, đời đầu ngày xưa. Họ làm khá là kỹ và tiếng thì vô cùng chất lượng. Không như những cái model sau này họ đã cắt giảm chi phí đi và nó không còn được xịn sò như những cái model đời đầu nữa. Phần vân gỗ các bác có thể thấy nhé, một cặp loa được cả thanh lẫn sắc, các bác có thể là phù hợp chơi trưng bày trong không gian nhà mình, cũng như là cái chất âm của nó thì rất là hay, có thể chơi được đa thể loại nhạc. Nên loa quá đẹp thưa các bác, đẹp một cách khó tả luôn, đẹp zin nguyên bản 100% thưa các bác. Đối với cặp này thì các bác chơi được hầu hết các cái thể loại nhạc và có thể kết hợp hát karaoke gia đình trên cặp U123 này rất là tuyệt vời luôn. Một cặp loa Mỹ Bass 30 shop em có mức giá bán 13.800.000 đồng, một mức giá rất tốt cho một cặp Sherwin Vega. Các bác nào có nhu cầu thì mời các bác hãy alo cho em, giá rất là tốt. Những cái cặp này thì các cái shop khác bán khoảng 15-16 triệu, tuy nhiên bên em có một mức giá rất tốt 13.800.000 đồng. Các bác nào có nhu cầu alo trực tiếp cho em. Bây giờ thì em Đạt Trần sẽ mở một chút nhạc rumba truyền thống để các bác có thể cảm nhận được tiếng bass, tiếng chép, tiếng mid của cặp loa này. Âm trầm đánh rất là sâu mềm, phần trung âm nồng lắm luôn, và cái giải chép của nó rất tốt,
hãng trang bị cho cặp loa này một cái đôi chép còi. Đôi chép còi thể hiện cái giải cao hết sức tuyệt vời. Bên em có địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ship hàng toàn quốc thực quát. Giao báo sản phẩm không bao gồm phí ship. Là trần bằng quát lưu ý. Hẹn cơn mưa đổ
tình chia rẽ cho nhau. Cuộc đời đôi ta hai người em nên bước giữa trời đất côi. Còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vời. Từng dĩ vang buồn lưu luyến chưa hề chất âm của cặp loa Sequin Vega U123, cặp loa với mức giá bán rất tốt tại shop đặt trần ở Hà Nội, chỉ có 13.800.000 đồng, bên em bao giá toàn quốc cho các bác. Bác nào có nhu cầu sở hữu cặp loa này, có hãy nhanh tay alo cho em số máy 0983586968. Bên em có địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bên em ship hàng toàn quốc, giá bán sản phẩm không bao gồm ship. Các bác đang xem kênh nhớ like, share cho anh em cùng xem và đừng quên ấn đăng ký kênh Đặt Trần Audio đó. Giá bán 13.800.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu mời các bác hãy alo trực tiếp cho em số máy 0983586968. Shop em có địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bên em ship hàng đến toàn quốc thưa các bác. Giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship, em đặt trần mong các bác lưu ý như vậy cho. Bây giờ thì cuối video clip em sẽ lắp lại tấm lưới cặp để các bác có thể xem cặp loa đẹp một cách toàn diện và đẹp một cách hoàn hảo. Vâng, với cái tấm lưới e căng rất là đẹp và còn nguyên tem logo. Mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hố. Lối xưa có con nhớ tà áo trắng.
Trần xin phép được kết thúc video clip này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.